Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đi Review và mình là Monster đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và đây là một dạng video coi vui thôi nha mọi người, coi tham khảo để cho biết thôi. Chứ thật ra thì mình cũng không khuyến khích mọi người là sẽ mua cái sản phẩm này. Nhưng mà nếu ai thích thì vẫn có thể mua. Đó là mình đã thực hiện một cú chơi lớn. Thật ra thì không phải chơi lớn nha, phải gọi như thế nào mới đúng không ta? Chơi ngu, phải gọi là chơi ngu mới đúng. Tức là một ngày đẹp trời, khi mà mình đang lướt Facebook như thế này thì vô tình mình thấy được một cái fanpage, họ đăng rằng bán tai nghe AirPods 2 Replica 11 và họ xả lỗ, kiểu như có một cái thằng nào đó chơi ác, bom hàng của họ mấy trăm cái và họ nhập về mấy trăm cái thì thằng kia cancel không lấy nữa, họ đã phải ôm cái đống hàng đó. Mà thật sự đúng là không có thằng nào ngu mà buôn bán kiểu đó đâu ha. Nhưng mà nói chung là tại vì mình cũng ngu thôi đấy. Thì họ đã mang lên bán xả lỗ. Và mình đã có tìm hiểu thì thật sự những cái tai nghe Replica đúng chuẩn 11 thì nó sẽ làm rất giống so với lại cái tai nghe AirPods hàng chính hãng. Và nó có mức giá dao động tầm khoảng hơn 1 triệu nếu như mà người ta bán ra. Còn nhập vô thì mình không biết. Còn đối với cái sản phẩm này, khi mà họ bảo bán xả lỗ thì họ chỉ bán có 700 ngàn thôi. Có nơi còn xuống tới cả 300 nữa cơ. Và thực hư thì khi nhận về mình đã phát hiện ra mình đã bị lừa một cú rất là đau. Với cái sản phẩm này, thật ra trên mạng nó bán chỉ tầm khoảng 300 ngàn một cái thôi. Nhưng mà biết tại sao mà nó lại bán lên được cái giá đó không? Đó là bởi vì nó đã nhận cái lô hàng đó về và sau đó nó chờ một cái xưởng đóng hộp, làm ra một cái hộp AirPods như thế này. Và nó chỉ việc bỏ hết cái hộp kia, thay cái AirPods này vô cái hộp này và sau đó nó sẽ đội giá lên tầm khoảng mấy trăm. Và cú lừa của mình bắt đầu từ đó. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về mình đã ngu như thế nào và cũng như là đã bị lừa như thế nào, cách để có thể các bạn nhận ra được trang nào đang lừa đảo. Và cũng như thì đối với những cái sản phẩm mà giá rẻ như thế này có hình dạng giống với Apple, và cũng như là đối với những cái sản phẩm các bạn nào mà chúng ta không có đủ tiền để mua AirPods nhưng mà các bạn lại muốn sở hữu cái sản phẩm tai nghe thiết kế đẹp như AirPods và mang lại nhiều những cái tiện lợi, thì trong video ngày hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái tai nghe đang được bán ở trên các trang thương mại điện tử mà các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm với mức giá tầm khoảng vài trăm thôi, rất là rẻ luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video để tìm hiểu thử cái tai nghe mà mình đã bị lừa này nó sẽ có những gì nhé. Cùng mình bắt đầu vào video ngay bây giờ. Quay trở lại với chiếc tai nghe Replica 11 này thì đầu tiên mình khuyên các bạn, nếu như các bạn vô tình đang lướt Facebook và các bạn đang có ý định sắm cho mình một cái tai nghe thuộc dạng như thế này thì các bạn nên cẩn thận đối với những cái trang bán nào mà nó để với mức giá tầm khoảng chỉ có 600 ngàn cho tới hoặc là 300-400 ngàn là thôi, nhưng nó vẫn chụp cho các bạn những cái hình cái tai nghe, hình cái hộp AirPods như thế này. Thực chất thì cái hộp này nó vẫn có thể đóng một cách hoàn toàn đơn giản, nó sẽ nhờ những cái xưởng mà thuộc dạng làm hộp quà hay là hộp này nọ các bạn, thì nó sẽ yêu cầu cái xưởng đó làm ra cái hộp như thế này. Và cái sổ nó thì chỉ đơn giản nhận về rồi làm thôi, rồi những cái mã tem này nó có thể dán lên, nó làm hoàn toàn rất là đơn giản bình thường. Nên là cái hộp nó không phải là vấn đề yếu tố để cho các bạn lựa chọn, mà đó là vấn đề giá thành. Giá thành rất rẻ thì chắc chắn đó là của ôi, các bạn cần phải lưu ý nhé. Và đặc biệt nhất là đối với những cái trang nào mà như ban đầu mình đã nói là nó thuộc dạng để xả bán lỗ này nọ rồi bom hàng này nọ, các bạn ui chà chẹp hết cho mình, tuyệt đối đừng bao giờ tin nha. Thực sự á thì mình vẫn còn giữ cái trang đó, nhưng mà rất tiếc là mình sẽ không thể show ra đây bởi vì lý do kinh doanh, nên là vì thế là mình không thể nào mà đụng vào chén cơm của họ được. Còn mình ngu thì mình chịu thôi chứ mình không thể nào nói được. Ở đây thì mình chỉ có thể cảnh báo cho các bạn thôi. Nhưng mà thật ra thì cái tai nghe này nghe vẫn hay chứ không phải đến nỗi tệ, không phải là kiểu hàng lởm quá dởm đâu. Và trong hộp này các bạn cũng sẽ có một cái sách giấy Design by Apple in California. Đấy. Đó. Sách tiếng Trung rồi tiếng Anh này nọ. Đó. Nói chung là nhìn thì cũng khá cũng đẹp. Đó. Đầy đủ. Đó. Một cái khay đựng nè. Và bên trong này cũng có một cái cổng cắp Lightning. Đó. Mình thì mình không dùng bởi vì ở nhà mình có cổng sạc của chiếc iPhone rồi. Các bạn có thể thoải mái sử dụng. Và mình đã chơi ngu thêm một lần nữa. Đó là mình nghĩ rằng nó sẽ có kích thước vừa với lại cái case của AirPods thiệt. Thì khi đó mình đã mua một cái két, nhưng mà mình không mua loại cao su mà rất tiếc là mình mua loại nhựa cứng luôn. Thì vô tình mình gắn vô thì giờ nó dính mẹ trong đây rồi, mình không thể nào mở ra được. Và quá trình giựt ra thì mình rất sợ nó gãy, nên là thôi cứ giữ như thế nào nó hư rồi sau đó thì sẽ tìm cách để mà xẻ cái nhựa cứng này ra để mà có thể lấy cái ốp này ra ha. Rồi, và quay trở lại thì đối với cái hộp á, tổng thể á, nhìn nó hoàn toàn các bạn sẽ thấy rất là giống, nhưng mà ở mặt phía sau lưng nó sẽ không có cái chữ Design by Apple in California thôi nhá. Mà nó sẽ không có cái gì luôn, nó trống trơn luôn. Ở đây phía dưới chúng ta cũng sẽ có một cái nút bấm để đây. Các bạn lưu ý nha, một số những cái clip mà họ quay trên mạng á, thì thường mình thấy để ý là họ sẽ che tai hoặc như thế nào đó. Mình biết tổng là nó chắc chắn sẽ có cái đèn báo hiệu. Các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có cái đèn báo khi các bạn rút ra như thế này. Đó, nó sẽ có cái bàn đèn báo để mình hạ độ sáng bớt xuống cho mọi người có thể thấy cho nó đỡ nha. Đó, các bạn thấy cái đèn báo chưa? Đó, và khi nào kết nối thì nó sẽ mới không có đèn báo nhé. Chứ còn bình thường thì nó hoàn toàn sẽ có đèn báo hết. Đó, và đối với cái tai nghe của chúng ta thì khi các bạn nhấn một nút ở đây là nó bắt đầu nó hiển thị đèn xanh ở dưới và đèn đỏ trên đây thì nó mới là sạc. Còn nếu như các bạn bình thường nhé, các bạn lấy tai nghe ra như thế này
Rồi các bạn gắn vô. Đó các bạn thấy nè, nó vẫn không có sạc. Cái tai nghe của các bạn vẫn không có hiển thị sạc. Đấy các bạn thấy chưa? Nó rất là bất lợi ở cái việc này. Đó là khi các bạn gắn vô, bắt xong các buộc phải bấm một nút như này, bấm một cái nữa tức là nó mới ngắt kết nối cái tai nghe của chúng ta. Còn các bạn mà cứ gắn vô bình thường này là nó không có tự nhiên sạc đâu nhé. Là bấm cái nút ở đây nó hiển thị đỏ lên, trong đầu nó mới sạc. Còn về cái khả năng nhận dạng thì mình cảm thấy rất là thích thú đối với nó. Các bạn đây, bên đây mình có sẵn cái iPhone luôn. Giờ mình sẽ lấy cái tai nghe ra cho mọi người xem nhé. Đấy, và các bạn đợi một chút xíu, mình không biết là đối với cái tại vì cái hộp này của mình nó bị hết pin rồi, nên là vì thế là mình không biết là nó có reset hay không. Ok, để mình từ từ nha, mình sẽ lấy một cái sạc dự phòng mình sạc cho nó. Rồi, đây, mình đã trở lại rồi đây. Đây, và mình sẽ bỏ nó vào cái két này nha. Rồi, ok, cái đốc sạc, cái này gọi là cái đốc đi. Ok. Cắm sạc vô, cổng lightning đàng hoàng nha các bạn. Đó, thì các bạn cắm vô nè, sạc này, nó sẽ chớp đỏ và hiển thị đỏ ở đây, tức là nó báo hiệu cho các bạn là cái này của chúng ta đang sạc đó. Hiển thị sạc báo này nhưng nó hơi mờ một tí xíu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tháo ra, tức là nó đang ngắt kết nối rồi đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Đối với cái hàng thật á, các bạn chỉ cần bật nắp ra này nó đã có thể nhận diện được. Nhưng còn đối với cái hàng kiểu này thì nó sẽ không có thể bật nắp được, bởi vì trong cái két này của nó không có chức năng gì ngoài cái việc sạc đó. Nó không có kết nối một cái con chip gì cả, mà con chip của nó sẽ nằm ở cái lỗ tai nghe của nó. Thì các bạn lấy cái này ra, các bạn sẽ thấy nó sẽ hiển thị thông báo này. Chà, có vẻ hơi lâu nhỉ. Phải bật Bluetooth lên, bật Bluetooth lên thì nó mới có hiển thị đây. Và sau đó mình chỉ cần bấm kết nối. Các bạn để ý giúp cho mình nha. Ở đây nó hiển thị cái ốp và cái tai nghe của mình đều 100%. Nhưng thực chất á, thì cái ốp của mình nó đã hết con mở nó pin rồi. Nãy giờ mình vẫn chưa sạc được cho cái ốp của mình nữa. Nên vì thế là cái hiển thị pin này theo như mình là nó hoàn toàn sai, chứ nó không có chính xác gì cả. Và đối với cái tai nghe này thì nó làm to hơn so với lại cái tai nghe hàng chính hãng một tí xíu. Nhưng mà về cái mọi thứ thì nhìn nó hoàn toàn vẫn rất là giống. Và các bạn đeo trên tay thì nó hoàn toàn rất là nhẹ, vẫn thoải mái một tí xíu. Nhưng mà nó rất là, theo như mình, nếu các bạn vận động mạnh thì nó khá là dễ rớt, bởi vì cái kích thước của nó to hơn cái tai nghe chuẩn một tí xíu. Đối với cái sản phẩm mà mình ở đây, khi các bạn kết nối vô, các bạn sẽ thấy có cái chữ E1, I11. Đối với cái sản phẩm này I11 thì chúng ta sẽ có cảm biến, bấm ở đây. Đó, nó sẽ không có dùng nút nữa nha, rất là xịn xò. Cảm biến chạm một lần nè, đấy, chạm một lần dừng bài đồ các kiểu nha, chứ không phải đùa đâu. Đấy, bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem. Đấy, nó đang chạy nhá. Rồi mình sẽ bấm nè. Đây, và đối với nó thì nó sẽ sử dụng hoàn toàn bằng cảm biến, các bạn chỉ cần chạm là nó sẽ thực hiện cảm biến cho các bạn luôn. Đây, các bạn thấy nó dừng rồi nè. Mình sẽ để cho các bạn xem. Đấy, thấy chưa? Bên này thì nó cũng có cảm biến, nhưng mà có điều á là đối với cái hàng rẻ tiền á thì nó cảm biến đương nhiên nó sẽ không tốt đâu các bạn. Nó sẽ không được nhạy rồi. Đó. Đôi lúc nó sẽ ăn. Đó, các bạn chạm mạnh một tí xíu thì nó sẽ ăn, còn các bạn chạm nhẹ nhẹ hơi hơi vậy nè, nhiều khi nó ăn, có nhiều lúc nó không ăn. Còn bình thường các bạn cứ nên ưu tiên mạnh mạnh vô tí xíu. Đó, và chúng ta sẽ nhấn hai lần là sẽ chuyển bài. Hai lần. Đó, nó vẫn sẽ chuyển bài chúng ta. Đấy, thấy chưa? Mà các bạn nhớ nhẹ nhẹ, nó ít nào ăn lắm. Đây, các bạn nhớ nhẹ nhẹ. Không ăn. Các bạn nhớ nhẹ nhẹ, ít nào nó ăn lắm. Thì các bạn phải nhấn mạnh hai lần thì nó bắt đầu mới thực hiện cho các bạn nhá. Đây, mình sẽ nhấn nè. Đó, các bạn phải nhấn mạnh lên hai lần thì nó đầu nó mới thực hiện chuyển bài dành cho các bạn nhá. Được chưa? Các bạn nhấn nhẹ nó sẽ không có ăn. Và đối với về mặt chất lượng âm thanh thì mình đánh giá cái tai nghe này mang lại chúng ta cái chất âm khá là ok. Vừa trong tầm giá, nếu như các bạn mua đúng chính của nó thì chỉ tầm khoảng 300 mấy thôi thì nó sẽ vừa rất là ok luôn. Và mình đã có chơi game UVG thử thì thật sự là cái thời gian nghe của nó khá là lâu, và cũng như là nếu như mà các bạn chơi game thì độ trễ của nó cũng sẽ có, nhưng mà nó rất là ít. Nó vừa tầm thì có thể cho là tạm chấp nhận được, nó cũng sẽ có độ trễ đấy nhá. Độ trễ của nó là cũng mà hơi ít một tí xíu, vẫn chấp nhận được. Còn bạn nào chúng ta cảm thấy rằng đối với chỉ cần một lịch một tí xíu thôi đã thấy khó chịu rồi thì cái tai nghe sẽ không phù hợp với các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử một bình đoạn nhạc khi mà ở đây nó chơi nhá. Chất âm khá là ok đúng không nè. Về cái khả năng mà nghe nhạc ở trên cái tai nghe này mang lại thì mình cũng khá là ưng ý, chứ không đến nỗi quá tệ. Cũng may là nó giao trong một cái sản phẩm
có cảm biến và cũng như là cái khả năng nghe hoàn toàn ok, kết nối cũng là tạm được. Nên vì thế là đối với cái dù có bị lừa nhưng mà như thế này thì cũng coi như là an lòng, chứ nó gửi cho mình một cái hàng ma mà nghe không được hoặc là kiểu như đồ chơi con nít thì có thật sự đúng đó là tức ói máu luôn. Và đối với một số dạng tai nghe như thế này, các bạn nào chúng ta muốn tìm kiếm thì các bạn lên cho mình trang thương mại điện tử Shopee hoặc là Lazada. Thì khi này các bạn search ra cho mình cái từ khóa là Y11. Đấy, các bạn chỉ cần search cái từ khóa Y11 thôi. Đây, nó sẽ ra hẳn cho các bạn cái tai nghe Y11. Đây, đây mới thật sự là cái hộp của nó này. Đó, Y11, các bạn thấy chưa? Thì giá của nó rất là rẻ. Ôi trời ơi, má ơi, nó dao động chỉ có 200 nghìn thôi. Thế là mình bị lừa còn thấm hơn nữa. Hà Nội này, Hà Nội bán chỉ có tầm khoảng 200 nghìn thôi. Đó, và các bạn có thể tham khảo thử ở trên cái trang thương mại điện tử Shopee hoặc là Lazada nhé. Và bài chia sẻ của mình đến đây kỳ này đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kỳ này. À, thật sự là nếu như anh em nào chúng ta đang có những ý định mua cái tai nghe Replica 11 thì anh em nên lưu ý vấn đề này, hoặc là có thể tham khảo những cái sản phẩm tai nghe như mình vừa giới thiệu với các bạn. Mặc dù là khi các bạn mua như thế này á, đúng của nó thì nó sẽ không có những cái hộp này đâu, nhưng mà nó nghe vẫn rất là ok và cái hình hài của nó vẫn rất là giống. Các bạn đừng dạy mà chỉ vì cái hộp mà chúng ta sẽ tốn thêm mấy trăm ngàn thì nó sẽ không có đáng cho chúng ta tí nào. Thì nếu như các bạn mua những cái ốp mà cao su thì hoàn toàn vẫn có thể sử dụng được cho cái két chúng ta và bảo vệ cho nó hoàn toàn thoải mái. Còn tránh những cái bằng nhựa cứng như này ra nhá. Đấy, mình chơi ngu và bây giờ thì không biết phải như thế nào đây, mặc dù nó rất là đẹp nhưng mà thực sự là ngu quá ngu rồi. Ok chưa? Và anh em nào xem xong video này có chia sẻ ý kiến gì hoặc là đã anh em nào bị lừa giống mình chơi thì hãy comment ngay ở dưới phần bên dưới nha, để chúng ta cùng nhau bàn tán về cái sản phẩm Replica 11 này. Còn nếu anh em nào chúng ta muốn tham khảo sản phẩm tai nghe AirPods hàng chính hãng 1 và 2, các bạn có thể tham khảo trực tiếp tại cửa hàng Di động Thông Minh bằng cách bấm vào đường link mình để sẵn dưới phần mô tả video. Hiện tại tại cửa hàng Di động Thông Minh đã có tất cả các sản phẩm tai nghe AirPods phiên bản 1, phiên bản 2, và phiên bản 2 thì có cả loại sạc không dây và sạc có dây luôn. Đấy, các bạn có thể tùy chọn bằng cách bấm vào đường link mình để sẵn dưới phần mô tả video nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kỳ này của Đi Review. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Đi Review để thấy video này hay và bổ ích. Xin chào tạm biệt và hẹn lại bạn trong những video lần sau nha. Bye bye. Ôi, 500 này của nó chắc lắm nha các bạn nha. Đấy, chứ không đến nỗi tệ đâu. Đấy. Mình quên, nãy mình quên test cái này. Mà thật sự thì nó cũng rất là ok. Không đến nỗi tệ. Đập mạnh thì nó mới xuống.